nói một là Minh hiểu 10 lắm đó. Vậy thì Minh xài thử đi. Nhưng mà quả thật nó giống nhau với Hiền Đệ à. Minh không thể nhìn ra được con nào là con trống, con nào là con mái đó. Minh à, hai đời một giống là yêu thương nhau bao giờ. Minh thử tìm lại một lần nữa đi Lương Minh. Thấy không Lương Minh? Quả thật là Minh nhìn không có ra Đệ à. Quả lương sơn tóc như là con ngọc đẹp mà. Trời ơi, Minh chậm Đệ luôn đó. Quên, Đệ nói lời mà cho Đệ xin lỗi đi Lương Quên. Chút giận ha. Đệ, Đệ thật sự biết lỗi đó. Thì lần này Quỳnh tha lỗi cho Đệ đó nha. Không có được nói làm sao nữa đó nghe chưa. Dạ, xin đa tạ. Thank you.